Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi clip của Thủy Tiên, câu chuyện nóng nhất của miền Trung. Mưa lũ, nước ngập đến ngực và bữa ăn ngon nhất của cô Tiên mừng 20 tháng 10. Bây giờ là ngày 23 tháng 10 rồi, 34 24 tháng 10 rồi. Câu chuyện Thủy Tiên quyên góp được 100 tỷ, như câu chuyện Phan Anh đợt trước quyên góp được 20 tỷ, chứng tỏ là cái nhà nước này không có uy tín và dân không có dám đưa tiền cho nhà nước. Và nhưng mà vấn đề là sau này, sau cái đợt lũ này, 20 tỷ đó sẽ gì đâu hay như Phan Anh ôm luôn. Sau đợt lũ này Thủy Tiên sẽ dùng cái trăm tỷ đó làm gì minh bạch công khai như thế nào hoặc là đi vào vết xe đổ của phan anh để mang tiếng xấu trong muôn đời một đời con người oh, nước cặp ghê quá đi xe này chắc xe gầm cao xe xịn nè có camera hành trình nè mình ít nghe thủy tiên nói nhưng mà thủy tiên cưới công binh cũng là một dân uh, nghệ an cho nên cái tiếng ngồi miền trung nghệ an nó rất là nặng cho nên là thủy tiên có thể quen và có thể ra giao tiếp không mấy khó khăn với những người dân miền trung với tiếng nói rất là nặng mình cũng là dân miền trung và tiếng từ miền trung từ người huế trở ra thì nó nghe nặng khó nghe hơn nước mình mong chỉ thấy cái tim đường đó đi lệch khỏi tim đường là chết như Land Cruiser à, Toyota vẫn là đỉnh ha. Oh my god, đó, nước ngâm như vậy mà cầm điện thoại rớt xuống nước là tiêu luôn điện thoại. Rồi đái ị này nọ là vệ sinh là bó tay luôn, tắm là giặt này không có nước sạch mà tắm, giặt ăn uống. Mình coi clip mà, mà cứu trợ này mình lại nghĩ tới những bữa ăn mà mấy triệu mấy chục triệu đồng ở Sài Gòn <laughs> của Ngọc Trinh chẳng hạn, của Khắc Tiệp hay là Khoa Bách, Khoa Food, nước ngập vậy là cây cối chết hết, gà quế này nọ kiệt quệ hết kinh tế đã nghèo miền Trung kiệt quệ rồi. Mà cao phao có chữ công an nhân dân hả đem thùng nước suối theo thôi hả sao trên sùng có nước suối không vậy là vì ai biên tập những cái này cho thủy tiên đội ngũ quay phim chụp hình bây giờ youtuber có thể lên ngồi hơn so với vậy facebook youtuber uh. thì chỉ nói thôi còn uh, youtuber thì có hình ảnh quay phim ánh sáng hiện trường thừa thiên huế đoàn kết và hỗ trợ mình cũng có quen anh chàng vinh trần thì anh chàng vinh trần đó rất là hay rất là giỏi với đội cano không đồng và đội uh, pick up anh có một chiếc f 150 đó ảnh vừa rồi anh cứu trợ covid rồi anh cứu trợ sách học cho các em bé ở tây giang miền núi không có quần áo không có sách vỡ. Bây giờ anh có cứu trợ mưa lũ mà anh vẫn còn độc thân hết mình vì những cái đó thì người miền trung hay có những cái đó mình mình cảm nhận được cái đó thì người ta hết mình ta muốn cháy vì cái gì đó có vợ con rồi thì nó sẽ uống vô cơ má gạo tiền hơn nhà tranh vách đất và lợp ngói ami ăn đó ngói nó độc hại cứ ăn mì gói hoài quanh năm á thì à, mưa lũ thì không có chất rau nè rau thì chết hết đơn giản thì ở sài gòn này rau nó cũng lên giá miền trung làm gì có rau mà ăn bây giờ còn có đồ hộp chứ ngày xưa là cứ mì gói thôi mì gói ăn cái bụng bèo cái mặt hết dưỡng da spa là không có khái niệm ở miền trung rồi Đó, nước tập ngàn người à. người ta đó thiệt sự đó run người luôn đó không có gì ăn không có điện không có nước Trời. à cho tiền đúng rất là hay vừa cho sữa tươi cho mì gói và cho cả tiền cho tiền là thiết thực nhất Trời ở nhà tiêu hết Tất cả là gió miền lâm tặc hết Ông bà nói ngày xưa cũng lũ nhưng mà không bao giờ mà tới mức mà kinh khủng như vậy để Trên rừng còn có cây, bây giờ trên rừng không có cây Mà trên lâm tặc là ai? Là quan chức và trên quan chức là ai? Là chính là nhà nước Và cái tâm lý của người dân miền Trung là như vậy Cứ đi làm gỗ, tại vì người ta nghèo quá ta làm gì Nhà nước không định hướng, không có vĩ mô nữa. Thì đi làm gỗ, làm gỗ là gì? Là chặt gỗ để làm nội thất, để đem bán Từ thượng nguồn mà thôi, rồi ừ, bảo lũ, thì thúng kìa Rồi cứ xây vòng quay lỏng quẩn đó rồi được cái gì tại sao không giải quyết cái gốc hả à, cái nhà nước tại sao nghệ sĩ hay là cá nhân nào người ta đứng ra có tiếng nói thì tiền nó lỗ ùn 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 vô còn nhà nước đứng ra không ai dám đưa nữa đưa là phải đưa tới mặt trận tổ quốc mấy ông nôn cối ký giấy tới được người dân thì nước lũ đã rút rồi và người đã chết rồi heo gà chết hết rồi và nó trói buộc cái tâm lý của con người trong cái nghèo đó cứ nhắm mắt là lâu giống như cảm thấy cái cứu trợ này giống như là lọc trời vậy đó. lọc trời nhưng mà thật ra cái gốc là gì cái gốc là do nhà nước nó tạo ra chứ phải lọc trời tự nhiên có người tới cho mì cho tiền cho mình từ ngày xưa ở nhà có cái chốt mái lên đây để đem có thiện trên đó xong rồi lũ lên mưa bão lũ lên thì lấy ra người có một người đi quay phim cho thị tiên này giống như ngọc trinh ngọc trinh thì sẽ có thí kiều đi quay, quay phim ngọc trinh mà dám mà đi ra vùng lũ này cứu trợ chắc hư da hại da hết rồi lỡ anh nào anh lợi dụng anh rờ ngọc trinh phát thì sao <laughs> Ngọc Trinh cứ nấp trong sao hoa giàu sang tại vì Trinh cũng từ quê nghèo miền Tây lên cho nên là Trinh có nhiều tiền để bảo vệ cuộc sống rồi Trinh không có dấn thân vô những cái này nữa. Cũng như ngày xưa mình có làm chung với một chị là chị đó là không bao giờ ăn khoai lang nữa. Tại vừa một vùng quê nghèo khó miền trung vô được đây ở sài gòn cày okay, có có được cái nhà rồi không bao giờ ăn khoai lang khoai lang là món ăn của người nghèo ở tuổi thơ nghèo khó của chị đó giả từ á giả từ dĩ vãng của phương thanh á giả từ quên đi phương thanh thì cũng từ quê nghèo thanh hóa rồi xong rồi dứt được cái nghèo là hát vài giả từ đó bước xuống sân ga sài gòn thấy phồn hoa đô thị bất cứ người nào ở việt nam nào cũng về sài gòn hết trời ơi. khỏi hoặc có mưa luôn đứng ngập ngang người đó ngâm chim ngâm đồ dưới nước luôn Phủ khoa này nọ hư hại hết luôn mấy đứa nhỏ 3 tuổi làm sao mà nó là ai trong xóm ra đây giùm con nói tiếng quảng trung miền trung mới nghe được mấy đứa nhỏ 3 tuổi nó bị lũ cuốn thì làm sao nó chống chịu được cái này nó xảy chân một phát là nó bị bị cuốn rồi bị chìm rồi rất là nguy hiểm người lớn phải đứng ngang người như vậy ở sài gòn một cái nước này mấy cái hố ga hay là cống rồi sập xuống là chết luôn chú ấy lạnh run cầm cập lạnh quá trời luôn nước thì ngâm cả ngày như vậy không có thời gian ngủ luôn số tiền này mà đưa cho mấy thằng quan xã là chết cha luôn nó yểm đi hay hay là nó quản lý hành chính với các khâu xác nhận của nó là cả tháng sau người ta đói queo chết meo rồi miền trung quá nghèo cũng vì cái cây mà dân nghèo đi làm gỗ thì cũng vì cái nhà nước không có giải quyết cái chính sách vĩ mô sinh kế người ta mình đặt vị trí nếu như mình là một cái thằng bí thư phường bí thư xã huyện ở một cái vùng quê nghèo miền trung miền núi đó mình sẽ làm như thế nào mình có thoát được ra khỏi cái vòng lỏng quẩn đó không mình có thoát ra được cái văn hóa tham nhũng đó không bởi vậy cho nên miền trung rất là thích đi uh, bộ đội thì cuộc sống trong đó nó ổn định hơn cuộc sống quê nghèo hay là đi công an đi ăn ninh và những cái lực lượng à, an ninh à, công an quân đội là từ miền trung rất là nhiều thì cuộc sống trong đó để đảm bảo ổn định hơn hay là con đường thoát nghèo của người ta là làm quan chức không phải làm ăn làm giàu như ở sài gòn ở sài gòn tới sài gòn thì làm giàu làm ăn còn không thì học học để làm gì để làm ăn quan chức quan chức để làm gì quan chức để tham nhũng tham nhũng để làm gì tham nhũng là cho no cơm ấm cặp riêng mình nhưng mà hại dân hại nước hại xung quanh thì nó lại cái vòng lẳng quẩn lại như vậy chứ bây giờ mình làm lên ví dụ bí thư phường xã huyện chủ tịch này nọ mà à, không ăn được cái gì thì vợ con nó nói rồi cái văn hóa Việt Nam nó nói nó chửi thằng đó nó làm quan mà nó không có gì hết lên nó phải ăn mà không ăn là chết đó làm được bao nhiêu trên lý thuyết là tìm những người chuyên chính những người siêu việt để làm vô trong bộ máy vô đó thằng nào trời ơi nước ngập rồi năm này nó lại tái đi tái lại năm khác chứ đâu phải là nó xảy ra một năm đâu đó thấy đường đâu mà đi nhà mà ngập luôn luôn cái nóc đó rồi người ở đông đó sống sao tiêu hết của cải của nã gì ở đâu nữa thì miền trung đã nghèo quắt queo rồi mà lũ tới nó cuốn trôi đi hết cho nên cái vẻ mặt người miền trung rất là khắc khổ thì ngày xưa mình ở miền trung mình ở đà nẵng thì khi mà bạn của mình ở sài gòn ra thăm mình bạn mình ra miền tây ra đi uống cà phê với mình vô quán cà phê long là cà phê nổi tiếng nhất đà nẵng đông nhất đà nẵng à, uống với mình và nói một cái câu thứ nhất là cái cà phê long cái ghế gỗ ngồi là đau đít cà phê sài gòn không có ngồi đau đít những cái ghế đó ghế bố ghế nhựa hay ghế có đệm êm thứ hai là cô ấy nói là những cô phụ tiếp viên cà phê ở miền trung mà sao mà quắc quê khô khan quá có vẻ mặt người ta khắc khổ quá quê khô khang lại chứ không có mơn mởn trắng mà căng tràn đầy như là cà phê ở sài gòn miền tây miền trung nó nghèo tới như vậy và nó ăn sâu vào con người ta đã quá quen rồi cứ vẻ mặt khắc khổ hằng lên từng người cha người mẹ miền trung từng người con gái miền trung từng người con trai miền trung mình nè cái mặt mình cũng khắc khổ nè chứ đâu phải mặt mà căng tràn sung sướng mơn mởn như là người miền tây hay người miền nam hay là ở căng tràn bụng bự như mấy thằng quan chức tham nhũng mặt thì căng tay to mặt lớn cô nàng thủy tiên này dân kiên giang dân miền tây và mình tin rằng một cô nàng thủy tiên dân miền tây dân kiên giang dân sài gòn thì sẽ hành xử đúng đắn hơn cái thằng minh bạch minh bạch hơn cái thằng phan anh là dân ngồi bắc cái dân bằng bắc là cái máu tham nhũng và nó ăn nó sống nó giàu là bằng tham nhũng chứ nó đâu có làm ăn đâu cái đất quan chức đất quyền lực mà đất chính trị mà cho nên cái ăn vô cái văn hóa của người thằng phan anh nó từ ngồi bắc từ hà nội là cái máu nó như vậy cái đất độc nó sinh ra con người độc như vậy và mình tin là thủy tiên người miền tây người sài gòn thì sẽ hành xử minh bạch hơn sau cái chuyện trăm tỷ này trăm tỷ là gấp năm lần phan anh phan anh hai mươi tỷ thủy tiên nguyên góp được trăm tỷ dòng giống của đàn trong là lục văn tiên chứ không phải đàn ngoài là những cái thằng ăn chặn như vậy lừa đảo để mà sống chính trị quyền lực mà là lừa đảo mà sống chứ không có làm ăn mà sống mì gói mì gói trời ơi đúng là cũng can đảm lắm dám đứng ra dấn thằng như vậy xếp hàng lấy mì gói rồi cái thói quen việt nam thì chỉ có người chắc là xếp hàng lại lấy thùng mì gói thứ hai chẳng hạn hay là chia người trong nhà ra mỗi người là mỗi lượt những những cái tham nhỏ nhỏ đó thì là bình thường nhưng mà cái văn hóa tham nhũng là nó ăn sâu đi làm cách mạng để làm gì thì ngày xưa tạo bích lo hỏi là các người đi làm từ thiện để làm gì lợi dụng tổ chức này tổ chức kia để nó không cho người ta làm từ thiện không cho cứu trợ không cho cái xã hội dân sự nó liên kết nó hỗ trợ cứu trợ nhau ngăn cách đó, không cho dân đoàn kết lại với nhau đó. thì bây giờ các người đi làm cách mạng để làm gì thì các người làm quan có xe hơi con du học căn hộ nhà cửa bùa nhí trăng ngắm nệm êm có ngay vàng giống như cái thằng kia nó về hưu rồi xong cái nó thấm cái ngôi nhà như ngay vàng nó ngồi thì ngai vàng chính trị á các người làm cách mạng để làm gì các người vô đảng để làm gì để ăn 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 nhiều 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 còn cống hiến là những người này nè những người này là mấy người là người cống hiến nè những người con miền trung nghèo khó nhưng mà khi cờ tới Tây ví dụ như là quyền lực tới Tây lên làm quan chức rồi thì sẽ biến thành con thú ăn là cái văn hóa tham nhũng cái văn hóa việt nam là cái văn hóa tham nhũng và nó đậm nhất là từ ngoài bắc là tham nhũng trở vào độ đậm đặc nhất là từ ngoài bắc trở vào tôi là người bắc nhưng mà tôi không có lừa bà con đâu đó. một ông nổi tiếng ở sài gòn nó nói vậy đó tôi nói giọng bắc nhưng mà tôi không có lừa bà con đâu là chứng tỏ là cái giọng bắc là cái giọng lừa đảo không biết nhà ai vô đại vô đây tập kết hả à? à ăn à, vô đại cái nhà nào nấu ăn thì ăn 20 tháng 10 có cà rốt này có rau nè ăn đỡ rau cỏ thì không có thịt còn không có luôn ăn mì sống ngán quá rồi người đi cứu trợ phải ăn mì sống thôi nước sôi điện đâu có mà nấu ga mini cũng khan hiếm ăn bánh mì chay và mì sống ngán quá có thì mình cũng mũi lòng mình chửi hoài nó có thay đổi đâu mình chửi tới mức độ nào nó không thay đổi đâu mà nó chỉ đi bắt bớ những người chửi thôi đâu ai muốn chửi mấy ông nội đâu mấy ông nội có quyền lực mà mấy ông nội có ak 47 mà cai trị dân bằng sự sợ hãi đúng không và ngăn cản dân giúp nhau ngăn cản những cá nhân được có có tên tuổi có uy tín hơn nhà nước canh anh vinh trần của mình mình đã trên facebook là trợ khai không đồng là tiền xăng bỏ tiền túi ra đổ xăng chạy trong covid cứu trợ cứu hộ một một năm covid rồi lên tây giang đông giang rồi tiền túi tiền xăng đi đây rồi hy nguy hiểm dịch bệnh đó người, người miền trung ốm vậy đó ốm và khắc khổ và đen người miền tây người ta đen kiểu khác nha đen mà nước da rất là bánh mặt và đều đặn ít có mụn và láng lắm mừng lễ 20 tháng 10 một người giúp việc ở miền tây thì người ta cũng căng tràn mơn mởn hơn lỡ miền trung khắc khổ và chút xíu à không có ăn sữa không có uống thì ngoài mưa rất to ngày xưa ở đà nẵng mình thì ở ngoài chợ có những người trên hiên dằn đông giang tây giang mà xuống phụ giúp gia đình phải đi giúp việc cho mấy cái shop bán hàng quần áo á thì chút xíu à cỡ lớp 10 lớp 11 12 nhưng mà nhỏ chỉ bằng lớp 5, lớp 6 ở dưới Đà Nẵng thôi. Nói gì là ở Sài Gòn, nhiều đứa lớp 5 tuổi, 6 tuổi mà nó bự bắt công cuộc sống này, nó cứ tồn tại mãi mãi. Và mấy thằng kia nó cứ lên tivi nó hô khẩu hiệu thôi, của dân do dân vì dân, nó hô khẩu hiệu nó có làm gì đâu. Mà dân góp ý là nó nó sẽ dơ cái súng lên, dơ ba tôn và dơ cái còng lên. Những người không không có lương tri hoặc là nó có nó cứ bắt bớ những người ý kiến khác thôi. Tội quá sau đợt này nếu như thủy Thiên minh bạch mà lấy cái trăm tỷ đó xây một cái nhà chống lũ thiệt là to lớn hay là xây một cái gì hẳn trăm tỷ cho dân thấy một công trình to lớn ngăn đập chống lũ như là kênh mương Chú ở sài gòn nè chống lũ chống bão nào cái nào là rốn lũ rốn bự nhất xây một cái nhà chống lũ thiết là xuyện, hiện đại và giao cho người nhật người nhật rất là uy tín những cái chuyện này và có kinh nghiệm trong chuyện này những cái nhà chống lũ của người nhật để mà dân tập trung sơ tán vô trong đó có internet wifi có cả sân bóng rổ chăn ấm đệm mềm có điện có nước có nhiều cách sử dụng tiền hiệu quả và dân thấy đừng có đi vào với sơ đổ của thằng phanh ồ oh, lấy nước rửa rau rửa rau bằng nước suối á <laughs> nước sạch là không có đúng nghĩa luôn mà muốn nấu nước thì lấy 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 điện lấy lửa đầu nấu nước lửa cũ thì ướt nước có cấp không mình ở đó mình ở thành phố thì nước thì không cấp nhưng mà ở miền quê thì làm gì có nước máy nhà nước mà cấp cúp không cấp. rửa rau trong bịch coi này thật sự là quặn lòng á là mình mũi lòng mà mình chửi mấy thằng nhà nước mình chửi mình không phải liều lắm mới dám chửi tụi nó ai dám chửi tụi nó đâu ngồi mặt phải nịnh tụi nó một nịnh hai nịnh không được nói với tụ tụi nó tiếng nào hết á tụi mất dạy á văn hóa tham nhũng của tụi mất dạy đó gây dựng ra làm cách mạng để làm gì làm cách mạng người ngay trong thời chiến tranh thì con cháu của mấy ông cũng đã gửi qua nga rồi có đi ra bộ đội như 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 người con em miền trung không những người chết nhiều nhất trong cuộc chiến tranh việt nam 75 vì thân nghèo quá còn mấy ông mà lãnh đạo ngay từ thời chiến tranh thì con cháu của mấy ông cũng đã qua nga hết rồi qua đông âu hết rồi